mình, bạn có nghe âm thanh gì không? Thấy gì đó không đúng rồi phải không? Nó là bạn. Oh shit, tiếng báo đạo của chúng ta bạn ơi. Dăm ba mấy người bút này của mình nó không phải là vấn đề. Cũng vậy, tới lúc báo thù rồi bạn. Ok bạn. Chào bạn nhà HB Gamer đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Edward the Man, Eden Train. Các bạn đừng có để ý tiếng Anh của mình. Nếu mà được dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là một chiếc tàu Edward ăn thịt người. Oh shit, đúng vậy. Mình sẽ đi lên chiến tàu này để mà mình tiêu diệt cái con quái vật Edward. Không biết là mình có thành công hay không nữa. Bạn cũng muốn có câu trả lời mà đúng không? Thế thì phải xem hết video này của mình nha. Nếu bạn là fan cứng fan bê tông của mình thì không cần phải nhắc rồi, giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hiện tại thì mình đang ở trạm dừng chân các bạn ơi. Chuyến tàu của mình sẽ bắt đầu trong vòng 35 giây nữa. Và mình đang đợi thằng bạn của mình, không biết bạn mình đã tới chưa. Bạn ơi, mình đây bạn. Bạn đã sẵn sàng đi chuyến đi hôm nay chưa? Sẵn sàng rồi bạn, mình có một đống đồ ăn đem theo luôn. Wow, hay quá bạn, mình có khoái khẩu súng nè. Tại sao bạn lại đem đồ ăn? Mình phải tiêu diệt con ma trên chuyến tàu này mà. Bạn nói vậy, mình đi du lịch mà. Vậy bạn không giúp được cho mình chứ? Mình đang rủ bạn đi tiêu diệt con ma quỷ gì để lấy lại hòa bình cho cái khu vực này mà. Cái gì hòa bình cơ, bạn nói là bạn dắt mình đi tàu lửa chơi lần đầu mà. Trời ơi, không đâu bạn, chúng ta sẽ đi chuyến tàu này để mà tiêu diệt con quỷ gì trên này á, mình cũng không biết nữa. Nói chung thì chúng ta cần phải đi để mà khám phá xem chúng ta sẽ gặp con gì nha. Rồi khởi hành thôi bạn ơi, bạn nên đem đống đồ ăn đó lên trên đi, mình cũng sẽ rất đói đó. Let's go. Bạn nghĩ là bạn sẽ có thời gian ăn sao? Mình cũng không biết nữa bạn, hy vọng là sẽ có mà. Cái gì vậy, mình đi tàu mà có tỷ lệ độ khó dễ nó là sao vậy? Chắc là không sao đâu bạn, bạn cứ theo sau thì mình đi bạn, mình có mấy khẩu súng mà mình sẽ bảo vệ được bạn thôi. Qua đây bạn. À, những cửa này đã bị phá rồi. Bạn đợi một tí nhé, mình sẽ mở cửa cho bạn qua đây. Bạn có nghe âm thanh gì không? Thấy gì đó không đúng rồi phải không? Bạn ơi, như là con quỷ đó bạn, nó đang sắp tới chỗ mình rồi đó đúng không? Bạn nói bạn sẽ bảo vệ mình đúng không? Đúng bạn, chạy đi bạn. Mình đang ngắm nhìn nó rồi bạn. Oh shit, nó tàu của chúng ta bạn ơi. Oh shit, ghê quá. Bạn ơi, cứu mình đi bạn. Không, mình sẽ bảo vệ bạn chứ. Bạn ơi, trong đây. Ok bạn. Okay, mình sẽ dùng khẩu súng mày bắn đó. Làm sao? Cũng tạo đến nhiều máu bạn ơi, mình bắn lên tới ngày mai, tới sáng mai mình vẫn chưa tiêu diệt được đó bạn. Chúng ta cần gì đó khủng khiếp hơn. Bạn lượm được khẩu súng luôn, chơi đi bạn, đúng vậy. Nó đi bạn, chắc nó sợ mình. Wow, bạn ghê vậy, bạn vừa xuất hiện thôi, cầm súng nó đi luôn rồi. Không cần phải khen mình đâu, mình là nhân vật chính mà. Ôi sao cái tàu của chúng ta giờ nó không còn gì chứ, vậy sao nó trống không vậy bạn, ổn không? Ui bạn ơi, quay lại kìa bạn. Bạn cần mình giúp không? Chắc là không đâu bạn. Không luôn hả, ghê quá hả. Tới kìa bạn, chơi đó bạn, để mình sẽ tiếp xúc cho bạn. Trời, anh đầu đá này cầm nguyên khẩu súng ngắm sniper ghê bạn. Ủa sao bạn lại đi chơi em gái rồi, bỏ mình thôi bạn. Bạn cần phải bảo vệ đồ đạc này với mọi người chứ. Mình đang bảo vệ em gái của mình bạn. Oh, ok bạn. Đây, để mình chơi nó cho. Mình sắp tiêu diệt được con tàu này rồi bạn ơi. Gặp ba mấy con tàu này sẽ không hủy hoại được cái chiến tàu của chúng ta đâu. Gì bạn, bạn nên bắn nó đi bạn. Nó bỏ đi rồi bạn. Let's go. Quá. Bình tĩnh đi em gái, có anh ở đây mà chị sẽ ổn thôi. Mình sẽ đi với em gái này bảo vệ, bạn hãy cố gắng tự bảo vệ bản thân bạn nhé. Ê, ở đây có mấy cái hộp gì nè bạn, chúng ta có thể lút được đồ ấy. Đây là hộp, nó quay lại kìa bạn, chơi nè bạn. Làm sao, ui nó chạy bạn ơi, mình sắp làm cho nó bánh xác rồi mà, buồn quá à. Mình hết đạn rồi bạn ơi. Mình thật sự là chỉ lên đây để đi chơi thôi bạn, mình không biết gì hết trơn á. Không biết gì hết mà không giúp được gì cho mình hết, bạn tời quá. Mình phải đi tìm cái gì đó để có thêm đạn thôi. Ở đây có nè bạn, thằng này lấy của mình nè bạn ơi, thằng đầu đá lấy của mình, thằng này tời quá à. Ở đây có thùng đạn nè bạn. Ok bạn, mình sẽ cần nó, bạn sẽ không cần dùng đến nó đâu đúng không? Bạn chỉ lên đây để mà đi chơi thôi mà, đúng vậy. Bạn ơi, trên đây có tầng 2 nè bạn, trên tầng 2 có đồ nè bạn ơi. Suýt có cả tầng 2 luôn hả, tàu này xịn quá à. Wow. Bạn nói vậy bạn dắt mình đi mà sao bạn không biết gì chứ hả? Mình đâu biết đâu, đây cũng là lần đầu tiên mình đi tàu mà. Mình chỉ mục đích của mình lên trên này mình đi diện con quỷ kia thôi. Em gái kiếm mình rồi bạn, chắc là em gái nó sợ lắm khi không có mình ở đây. Ui nó quay lại rồi bạn ơi. Ui lần này nó nhiều máu hơn lần. Ôi bạn ơi, mình oh shit, mình xỉu quá bạn ơi, cứu mình. Ai đi bạn ơi, cứu mình bạn ơi, ghê quá hả. Sao giờ bạn giúp mình luôn rồi. Ôi bạn ơi, chạy đi bạn, mình không làm được gì đâu, xin lỗi bạn nha. Ui em gái đang cầm súng bắn rồi bạn ơi. Bạn ơi. Mình còn 40 máu bạn ơi. Chạy đi bạn. Mọi người đi gỗ bạn. Đây mình chơi cho mọi người chạy đi. Mình cầm súng cho. Bạn ơi, xin lỗi. Mình phải chạy thôi. Hay sao giờ nó nhiều máu bạn. Hồi nãy mình đã bắn nó gần chết rồi. Vậy là... Không. Em gái của mình. Em gái của bạn đâu rồi? Em gái của mình rớt tao vào rồi. Ơi, cuối đời chúng ta đã tới nơi rồi bạn ơi. Hay, con không. Con xe lửa ma này nếu quá khó khăn bạn ơi, mình đã bắn rất nhiều rồi mà nó vẫn không nằm xuống được, chúng ta cần phải trang bị thêm thôi. Không, em gái của mình nó đã gớt cái chiếc cuối đường tàu bạn ơi, mình sẽ báo thù bạn. Anh bạn này có hình như là có thể trang bị cho chúng ta thêm những cái loại vũ khí mới hay sao ấy bạn ơi. Đúng vậy, mình đã có sở hữu được một cái cây khẩu súng Uzi nè, khẩu gas 10 nè bạn, mình sẽ sử dụng cây này. Mình ghét cái con tàu lửa đó quá, nó dám hủy hoại mình với em gái của mình. Đúng vậy, bạn nên trả thù cho em gái của bạn. Bạn nó cho mình được ý chí để mình trả thù rồi. Đúng vậy, bạn nên trở nên gớt và tiêu diệt nó đi bạn ơi. Chào mừng khẩu dân chủ mới của mình đi. Oh shit.
quá lực bạn. Bạn đã mua nó với giá bao nhiêu tiền vậy? Cây đó là 120 đồng các bạn. Cây ok, mình sẽ mua cây giống bạn nha. Các bạn, mình sẽ mua nó với giá 120. Let's go. Chúng ta chỉ còn 20 giây thôi, chúng ta sẽ lên chiến tàu tiếp theo và mình lần này phải cố gắng tiêu diệt con xe lửa ma xích tiền đó. Rồi, đi thôi bạn ơi. Ở lúc báo thù rồi. Ôi bạn ơi, nó bắn ra cái gì kìa? Cái gì vậy? Rocket bạn ơi. Oh shit, con này ghê quá hả? Rồi. Có chân bạn. Sao bạn còn đi lên nữa? Có nguy hiểm quá không vậy? Quá nguy hiểm luôn bạn ơi, bạn đừng đi lên trên này nha. Mình chỉ ngắm nó xíu thôi. Xuống ui, bạn ơi. Ui bạn ơi. Bạn xong rồi ư? Bạn phải bao đồ cho mình. Ok bạn, bạn cứ đó. Thật không mình chết rồi, mình sẽ không nói gì hết. Trời ui bạn ơi, có tới cho mình rồi bạn. Oh no. À, bạn ơi, mình mất cái chân rồi. Ghê quá. Gần chết rồi. Sẽ tiếp cận nó để mà mình lấy cái thách. Ôi bạn ơi! Bạn chắc sắp không hấp nhang như mình được phải không? Hình như là mình với bạn sẽ cùng hít một lần khói chung với nhau bạn. Rồi bạn, chúng ta hãy chuẩn bị cho lần sau thôi nào. Ôi bạn ơi, trên này có cây súng đất đó bạn ơi. Oh shit, trên này ư? Từ từ mình đã lên trên này xem các bạn ơi. Thằng nãy hả? Thằng này sẽ cung cấp cho mình một loại vũ khí mới ư? Oh shit, nó bán cho mình một cây sniper bạn ơi, một cái súng ngắm luôn. Wow. Súng ngắm à. Có vẻ sẽ rất là hay đó bạn à. Ở đây mình có thể mua được một khẩu shotgun hả? Và một cây gác 10 với giá là 720 bạn ơi. Đâu để mình xem coi. À, nếu mà mình bỏ ra 380 quốc mình sẽ được 1200 tiền bạn ơi. Rồi, đúng vậy. Dăm ba mấy group này của mình nó không phải là vấn đề bạn hiểu không? Miễn là các bạn viewer của mình thích cái gì mình cũng ok hết. Và vậy là mình đã có hơn 1300 tiền rồi. Mình sẽ mua cây gác 10 hay là mua cây sniper đây? Ok, mình sẽ mua cây sniper bạn ơi, tại vì mình đã có cây gác 10 rồi mà phiên bản cùi hơn xíu thôi, chắc sẽ không sao đâu. Mua. Ê bạn ơi, mình có thể mua được cả sniper và cả cây gác 10 phiên bản xịn luôn á. Mình sẽ xài hết tiền của mình luôn. Yeah, được đấy. Mua. Tiền bạc đối với mình không phải là vấn đề. Vậy là dăm ba mấy chiếc xe lửa ma đó sẽ không làm gì mình đâu, đúng không? Rồi, bạn muốn mua cái gì? Mua cho mình thêm cái to tàu đi. Ok bạn rồi, dăm ba mấy cái robot này mình không có thiếu đâu. Bao nhiêu tiền? Lỡ chơi rồi, chơi cho mình loại nào xịn xịn đi bạn. Wow, bạn muốn con tàu 560 đúng không? Đúng vậy. Quá rẻ. Để xem coi mình xem nào thêm bao nhiêu robot nữa. 284 robot ư? Quá rẻ chơi. Rồi, tàu của chúng ta đã tới rồi đúng không? Đúng vậy. Tới lúc báo thù rồi bạn. Ok bạn, mình sẽ mua thêm một to tàu mới. Rồi, làm sao để mình trang bị nó nhỉ? Tàu inventory á bạn, nó sẽ có để chúng ta trang bị đấy. Ý bạn là túi đồ đúng không? Đúng vậy. Xe năng, ok, trang bị huấn luyện viên quan sát Econoline, let's go. Bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị cho những thời khắc mà chúng ta lên tàu thôi. Ok bạn, một phút nữa thôi chúng ta sẽ trả thù cái con xe lửa ma chết tiệt đó. Chuẩn bị chứ bạn? Sẵn sàng hết rồi bạn. Rồi bạn, lần này mình sẽ lấy cái đầu của con ma xe lửa đó. Mình cũng rất là bực bội rồi khi mà không có em gái nào ở trên tàu hết. Ui, cái em gái này bạn. À, bạn sẽ bảo vệ em gái này để lấy làm động lực đúng không? Đúng vậy, mình sẽ bảo vệ em gái của mình. Wow, bạn thấy gì chưa? Nguy hiểm độ thấp bạn ơi. Rồi đó, mình thấy là cái độ chiến thắng mình nó rất cao. Với cái loại trang bị vũ khí xịn hàng xịn như này thì mình sẽ không ngán con nào đâu. Ô, oh, bạn ơi. Các bạn. Đây là đo tàu mình đã dùng cái bút ra để mà sở hữu được nó nè. Wow. Ôi trời ơi, mình đã hỏi một cái toa rất là VIP mà không phải toa của bạn hả? Đúng vậy, toa mình tới phía dưới luôn các bạn ơi, nó là dưới đích luôn á, ghê quá à. Mình có một cái toa trên đây cực xịn, mình thấy bạn nè. Mình tới đây nè bạn, nhảy qua đi đi bạn. Từ bạn ơi, bạn nên xuống dưới bạn đi bạn đừng lên trên này bạn, mình sợ bạn. Đúng rồi, mình sẽ đi ở dưới cho nó an toàn bạn ạ. Bạn ơi, hình như nó phát hiện ra mình rồi bạn ơi, mình cần phải đi xuống dưới thôi. Cẩn thận bạn ơi, nó tấn công từ trên à. Nó tấn công ở trên bạn ơi, thế thì bạn nên xuống dưới bạn, nó sẽ rất an toàn. Cái toa của bạn bị khóa bạn ạ. Mình sẽ mở cửa cho bạn đợi một xíu. Không sao, mình sẽ tự mở được bạn, mình là hai tu kit mà. Hay đấy bạn, mở đi bạn. Bạn hãy nhìn coi con quái nó đâu bạn, sao bạn lại xuống đây, giờ ai sẽ quan sát nó? Mình như là mình đã thấy nó rồi. Bạn thấy nó thì đó không phải là tín hiệu tốt. Đúng vậy, chúng ta sẽ ra phía sau bạn. Em gái mình đâu ta? Thật ra là mình chỉ muốn tìm em gái của bạn thôi. Đâu phải, em gái của bạn hình như ở phía trước tôi đảo bạn ơi. Và em gái đang đối mặt với con quỷ đó hay sao ấy. Bạn không nên xuống dưới đó đâu. Mình nghĩ là mình sẽ trở thành người hùng, mình sẽ lên cứu em gái của mình. Ai cha, đó là một ý hay đấy bạn. Con yêu quái đang ở trên, nó đang ăn hiếp em gái của mình, mình sẽ đi lên trên. Tạm biệt bạn. Ok bạn, mình sẽ ở trên này để mà sử dụng súng ngắm mình để mà hỗ trợ bạn. Được đấy, nghe rất là uy tín luôn. Ok bạn, để mình nã một viên nè. Let's go. Wow, chỉ đáng mình mắc 112 máu bạn, quá khủng khiếp. Wow, mình tưởng bạn phải hụt giống kịch bản chứ. Ủa giờ mình sai kịch bản hả? Xin lỗi bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắn lại nè. Phát 2. Wow, lần này nó không trúng thiệt bạn ơi, mình không có diễn đâu nha bạn, nó không trúng thiệt các bạn. Mình không biết mà bạn đang làm một tem mà. Đâu bạn, mình bắn phát thứ 3 nữa mà không trúng các bạn ơi, nó đi rồi. Nó hết máu luôn á bạn. Nó hết máu luôn hả? Nó chạy luôn hả? Gì nó hết máu luôn ư? Nó hết máu luôn, nó đang chạy đi hồi phục lại đó bạn ạ. Nó đã gần hết máu rồi, mình nghĩ là mình cần phải ra phía trước đó để mà mình kéo thôi. Let's go. Được các bạn. Ở trên to này nó còn an toàn hơn to các bạn nữa. Ok bạn, mình sẽ lên phía trên đó. Mình nghe nói là trên đó có một cái to tàu xịn hơn cả mình hư. Cực kỳ xịn luôn á. Mình đã tới được cái to đó rồi bạn ơi. Wow. Nó khác gì to của mình đó bạn, bạn lừa mình. Trời, nó có mấy cái đồ bảo vệ đây nè bạn. Wow, nó có bao cát luôn, ghê quá. Tức là những cái bao này sẽ chặn là những cái viên đạn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà con này thì nó không có viên đạn đâu. Nhưng mà con này
này nó trốn nó mất tiêu rồi ta. Nghĩa là cái lần này nó trốn là nó sẽ hồi lại đầy máu đó bạn ơi. Không biết là tỷ lệ mình tiêu diệt nó cao không, mà không sao. Chúng ta chỉ cần sống sót trên chiến đầu thôi, chúng ta sẽ rất vui rồi. Không, mình trong đây mình chỉ đi tìm em gái thôi. No. Gái của bạn đâu rồi nhỉ? Để mình đi kiếm em gái của mình. Mình nghĩ em gái của bạn đã qua đời bởi con ma quỷ đó rồi hay sao ấy bạn ơi. Bạn đừng nói như vậy. Em gái của mình không qua đời đâu, mình sẽ đi tìm nó. Tìm đi bạn. Em gái bạn hình như không còn ở trên này đâu bạn ơi. Bạn ơi nó quay lại rồi bạn ơi. Bạn nên quay trở lại chỗ này để mà hỗ trợ anh em đi. Anh em cũng không muốn giúp em gái của bạn đâu. Không, em gái của mình chết. Nhưng mình sẽ bảo vệ mọi người. Hãy cẩn thận bạn. Các bạn. Như là mình thấy em gái bạn rồi đó bạn ơi. Yes. Ui, đã có hình bạn qua đời rồi, ghê quá. Không, mày dám giết anh em của tao. Chơi đi bạn. Thấy trời, thấy cái em gái. Wow, cái súng mình quá mạnh bạn ơi. Hãy cẩn thận, bạn ơi, nó sẽ hấp bạn lên đấy. Ở dưới này mình có thể mở. Ôi bạn ơi, mình sẽ xuống dưới bạn ơi, trên này nguy hiểm quá hả. Ôi bạn ơi, qua xuống dưới này đi bạn, xuống dưới này đi bạn. Xuống dưới tiếp thì bạn ơi, xuống dưới tiếp thì bạn ơi. Không nên tới đây đâu, di chuyển đi. Bạn nên sử dụng đôi chân của bạn đi, đúng vậy. Rồi, đang đi thôi. Có gần chết rồi bạn ơi. Thôi, hết tạng. Mình sẽ trả lại bạn. Đó, tao lỡ khốn nó chạy nữa rồi. Nó đã chạy đó rồi ư. Ai cha, mình chỉ cần hay bắn hay mấy băng đạn nữa thôi, nó sẽ banh xác cơ mà. Nó đã chạy rồi bạn ơi, đợi quá. Tiếp theo quay lại, mình nghĩ mình sẽ tiêu diệt nó thôi. Nhưng mà nó có quay lại hay không thì mình không biết nữa. Sẽ lên cái toa của bạn, giờ mình sẽ quan sát nó. Hay đó bạn, nên báo tin cho mình. Nó tới từ đằng trước, hãy cẩn thận. Ok bạn, mình sẽ lên phía trước để tìm nó. Rồi, đó sự gần chết rồi bạn ơi. Ôi bạn ơi, không ổn đâu bạn ơi. Bạn ơi, nó gần chết rồi bạn ơi, nó chạy nó rồi. Nó biết là chúng ta chuẩn bị tới nơi. Đúng rồi, đâu rồi, nó còn 10 giây thôi. Quay lại đi, nó sợ mình rồi bạn ơi. Nó sợ mình rồi, nó không ở lại đâu. Nó sẽ xuất hiện ở hướng nào đây? Oh no, vậy là chúng ta sẽ... Ui, tới nơi bạn ơi. Let's go. Nghĩ là khá là hụt hẫng khi mà em nó chạy được. Ý mình là không tàu. Đúng, ý mình là mình cũng vậy mà bạn. Chỉ là chỉ cần bắn thêm mấy phát đạn thôi là nó sẽ banh xác rồi. Nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta cũng đã đánh đuổi được nó rồi. Có thể là thị trấn này nó sẽ an toàn trong khoảng thời gian lâu đó các bạn ạ. À. Đúng vậy, nên là mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Và nếu như bạn là fan cứng của mình thì cũng cần phải nhắc rồi, giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye. We'll be right back.